Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp thứ bảy ngày 13 tháng 3 năm 2021, và theo âm lịch, hôm nay là ngày mùng 1 tháng 2 năm Tân Sửu. Ngày này là ngày Canh Thân, tháng Tân Mão, năm Tân Sửu, và ngày hôm nay là ngày Hắc Đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Bính Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thanh Long, giờ Đinh Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Minh Đường, giờ Canh Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Tân Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Mão Quang, giờ Quý Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Bính Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Tư Mệnh. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Mậu Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Kỷ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Chu Tước, giờ Nhâm Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Giáp Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Ất Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Đinh Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Câu Trần. Về ngũ hành niên mệnh Thạch Lưu Mộc, ngày Canh Thân tức can chi tương đồng thuộc Kim, và ngày hôm nay là ngày Cát. Về nạp âm Thạch Lưu Mộc kỵ tuổi Giáp Dần, Mậu Dần, ngày thuộc hành Mộc, khắc với hành Thổ, đặc biệt là tuổi Canh Ngọ, Mậu Thân, Bính Thìn thuộc hành Thổ, không sợ Mộc. Ngày Thân lục hợp với Tỵ, tam hợp với Tý và Thìn thành Thủy cục, xung với Dần, Hình Hợi, Hại Hợi, phá Tỵ và tuyệt Mão. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi Nhâm Dần, Mậu Dần, Giáp Tý, Giáp Ngọ, tuổi xung trong tháng, tuổi Quý Dậu, Kỷ Dậu, Ất Sửu, Ất Mùi. Về các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như sao Thiên Đức tốt mọi việc, sao Thiên Mã tốt cho việc xuất hành, giao dịch, mua bán, ký kết, cầu tài lộc, sao Nguyệt Không tốt cho việc sửa chữa nhà cửa, đặt giường, sao Nguyệt Giải tốt mọi việc, sao Giải Thần, Đại Cát tốt cho việc tế tự, tố tụng, giải oan, trừ được các sao xấu, sao Yếu Yin tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi, sao Sát Cống, Đại Cát tốt mọi việc, có thể giải được sao xấu, trừ sao Kim Thần thất sát. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, Hỷ Thần hướng Tây Bắc, Tài Thần hướng Tây Nam. Và sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ bảy ngày 13 tháng 3 năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ bảy ngày 13 tháng 3 năm 2021. Vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Tý, xem tử vi cho thấy với bạn tuổi Tý đang gặp được vận quý nhân tam hợp dẫn đường chỉ lối cho bạn, cho nên con đường tình duyên của bạn nhờ thế mà có được sự khởi sắc rực rỡ. Bạn mệnh tuổi Tý sẽ thấy được sức hút của mình đối với người khác phái lớn như thế nào. Trong ngày này, đối với những bạn đang còn độc thân, nhân duyên tốt, nên điều này sẽ giúp cho bạn có được mối quan hệ tình cảm tốt đẹp, sẽ tìm được người tâm đầu ý hợp với mình. Bạn mệnh tuổi Tý cần phải trân trọng cơ hội tình cảm của mình, đừng có để cho nó trôi qua một cách đáng tiếc. Trong ngày này, đối với các cặp đôi thì đây là thời điểm để cho bạn và người ấy có nhiều thời gian ở bên nhau sau cả tuần làm việc bận rộn. Bạn mệnh hãy chịu khó tâm sự, chia sẻ với đối phương để cả hai hiểu nhau hơn, tránh những hiểu lầm đáng tiếc xảy ra. Về tử vi tuổi Giáp Tý thuộc Kim, tình duyên thắm sắc, đào hoa nở rộ. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc Thủy, có nhiều thời gian để dành riêng cho gia đình. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc Hỏa, tình cảm đôi lứa càng ngày càng thắm thiết. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc Thổ, thích hợp
để cho bạn hâm nóng tình cảm lứa đôi. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc Mộc, hãy dành thêm thời gian cho người thân yêu của mình. Vài đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ bảy này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 3, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lục, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Thân, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Sửu thứ bảy ngày 13 tháng 3 năm 2021. Vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Sửu, xem tử vi cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Sửu trong ngày này dễ đánh mất đi tình yêu của mình vì những cảm xúc bốc đồng. Ngày này với bạn tuổi Sửu đang gặp ngày có thổ sinh xuất chua kim, bản mệnh không nên nóng nảy quá mức, nếu không bạn sẽ phải hối hận về điều này. Bạn mệnh tuổi Sửu không mong muốn mọi người cảm thấy đau lòng vì những sự đổ vỡ của mình, nhưng nếu như mọi chuyện đã đi quá xa và không thể nào quay đầu trở lại được, thì với bạn mệnh tuổi Sửu cần phải chấp nhận buông bỏ, chịu đau để có được tương lai tươi sáng hơn. Trong ngày này, đối với những bạn đang còn độc thân, chưa tìm được người thực sự yêu thương và hiểu cho mình, dù có những lúc bạn cũng cảm thấy buồn khi nhìn thấy những người xung quanh ai cũng có đôi có cặp, song bạn cũng không dám để cho mình lựa chọn tạm bợ được. Về tử vi tuổi Ất Sửu thuộc Kim, đừng quá bốc đồng và sốc nổi mà hối hận. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc Thủy, không tìm được người thực sự yêu thương mình. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc Hỏa, có nhiều mâu thuẫn trong chuyện tình cảm. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc Thổ, gia đình lục đục, gặp nhiều khó khăn. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc Mộc, bất đồng quan điểm, gây mâu thuẫn. Và đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ bảy này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 8, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Mão, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Dần thứ bảy ngày 13 tháng 3 năm 2021. Vận trình ngày thứ bảy này với bà tuổi Dần, xem tử vi cho chúng ta thấy là với bà tuổi Dần đang cảm thấy vô cùng khó khăn khi không tìm được tiếng nói chung với những người trong gia đình. Bản mệnh tuổi Dần cần phải học cách bình tĩnh, kiên nhẫn chứ không nên nóng vội thất thường như vậy. Ngày này với bà tuổi Dần cũng đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung, Dần Thân Tỵ Hợi, cho nên bà tuổi Dần có thể tủi thân khi mà chính những người thân yêu lại chẳng hề hiểu và thông cảm cho mình. Vì lòng tự trọng, có khi bạn không muốn nói nhiều, song với những tổn thương mà bạn phải chịu đựng thì không có thể nào xóa nhòa được. Trong ngày này, đối với các cặp vợ chồng, sẽ nảy sinh những mâu thuẫn về những vấn đề vì con cái. Bạn không muốn phải to tiếng, nhưng cũng có lúc bạn lại không kiềm chế được bản thân mình mà đánh mất đi cảm xúc, tình cảm cũng theo đó mà dần lạnh nhạt đi. Về tử vi tuổi Giáp Dần thuộc Thủy, tình cảm nhạt nhòa theo thời gian. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc Hỏa, có nhiều bất đồng trong cách nuôi dạy con cái. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc Thổ, cần phải bình tĩnh để tìm hiểu được ngọn ngành sự việc. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc Mộc, đừng có cho rằng mình hiểu hết tất cả mọi chuyện. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc Kim, ai cũng có thể mắc phải sai lầm. Vài đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày thứ bảy này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 3, số 5, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Mùi, tuổi Tuất, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Mão thứ bảy ngày 13 tháng 3 năm 2021. Ngày thứ bảy này với bà tuổi Mão, xem tử vi cho chúng ta thấy là với bà tuổi Mão đang gặp ngày có mộc kim xung khắc,
nhắc nhở bạn tuổi Mão có thể gặp phải những chuyện không mong muốn xảy ra về phương diện tình cảm của mình. Bạn tuổi Mão, bạn thích sự lãng mạn, mong chờ có được người tình trong mộng, nhưng thực tế lại khá phũ phàng với bạn. Và với bạn tuổi Mão, bạn cũng cứ nghĩ rằng mình sống hết mình với đối phương thì người ấy cũng sẽ đối đãi lại như vậy. Nhưng đối phương dường như không quá quan tâm tới cảm xúc của bạn mà ích kỷ sống riêng cho mình. Trong ngày này, đối với những bạn đang còn độc thân thì đang chịu sự thúc giục khá lớn từ phía gia đình, điều đó khiến cho bạn cảm thấy chán nản và có phần chai lì về cảm xúc, không thích phải sống theo mong muốn của người khác mà thích tự mình lựa chọn người phù hợp với mình. Về tử vi tuổi Ất Mão thuộc Thủy đang có sự bất mãn trong chuyện tình cảm không được như ý. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc Hỏa cần phải bình tĩnh để giải quyết vấn đề. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc Thổ mâu thuẫn từ những chuyện nhỏ nhặt. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc Mộc cuộc sống đầy rẫy những bất công không ai muốn. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc Kim nên hiểu điều mình thực sự mong muốn là gì. Về đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 3, số 6, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi hợi, tuổi mùi. Tử vi tuổi Thìn thứ bảy ngày 13 tháng 3 năm 2021. Vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Thìn xem tử vi cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Thìn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp thân tí Thìn phù trợ, có vẻ như bạn tuổi Thìn đang gặp được khá nhiều điều may mắn trong ngày hôm nay. Trước là trong chuyện tình cảm và sau là trong chuyện tiền bạc, khiến ai nấy cũng cảm thấy trầm trồ, ngưỡng mộ, xem chút cho ganh tị. Và ngày này với bạn tuổi Thìn, bạn không khỏi cảm thấy hạnh phúc khi được người ấy hiểu và yêu thương nhiều đến thế. Những niềm vui bất ngờ mà người ấy mang lại cho bạn khiến cho bạn luôn nở nụ cười, hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt của bạn nữa. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Thìn cũng đang gặp được ngày có thực thần chiếu mệnh, giúp cho bạn đang có thêm được nhiều cơ hội để đón nhận tài lộc về nhà. Các chuyện làm ăn kinh doanh buôn bán với bạn càng ngày càng thuận lợi và với bạn cố gắng hết sức để phát huy hết năng lực của mình đi nữa nhé. Về tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc Hỏa gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc Thổ, các chuyện tình cảm của bạn thuận lợi được như ý muốn. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc Mộc, tiền bạc kiếm được dễ dàng ngoài sức tưởng tượng. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc Kim, may mắn cả về chuyện tình cảm lẫn tiền bạc. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc Thủy, không gặp vấn đề gì quá mức nghiêm trọng. Về đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi hợi, tuổi thân. Tử vi tuổi Tỵ thứ bảy ngày 13 tháng 3 năm 2021. Vận trình ngày thứ bảy này với bà tuổi Tỵ xem tử vi cho chúng ta thấy là với bà tuổi Tỵ đang gặp được ngày có vận trình lục hợp quý nhân nhanh chóng mang đến tin vui về chuyện tình cảm cho bạn trong ngày hôm nay. Bạn mệnh tuổi Tỵ hãy cứ tin vào sự lựa chọn của trái tim mình, chắc chắn rằng người ấy cũng có cảm xúc tương tự với bạn. Bạn tìm cơ hội để giải bày cảm xúc của mình đi, bày tỏ tình cảm của mình đi, rất chi là phù hợp cho bạn nữa rồi. Và ngày này với bạn tuổi Tỵ sẽ có được cơ hội bày tỏ tình cảm của mình, thế nên đừng có chần chừ do dự quá mức mà để cho tình cảm vụt mất khỏi tầm tay. Bạn hãy tự hỏi bản thân mình xem ai là người thực sự yêu mến, điều mà mình mong muốn là gì. Trong vận trình ngày này với bạn tuổi Tỵ á, lại đang gặp ngày có tỵ kim chiếu mệnh, chính sự cố chấp, ương ngạnh của bạn đã khiến cho tiền bạc trong nhà cứ thế mà không cánh bay đi.
Với bạn tuổi Tỵ, cần phải thận trọng hơn nữa trong những quyết định về tài chính của mình trong ngày hôm nay để tránh thất thoát tiền bạc không mong muốn xảy ra. Về tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc hỏa, tiền bạc mất mát nên gặp nhiều khó khăn. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc thổ cần phải nắm giữ cơ hội để có được hạnh phúc trong tay. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mộc không chịu lắng nghe dẫn đến sai lầm xảy ra. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc kim có nhiều chuyện không thể làm theo cảm tính được. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc thủy cần phải biết cách để duy trì hạnh phúc gia đình. Về đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Con số may mắn số 2, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường, màu đỏ, màu cam. Quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Sửu, tuổi Thân. Tử vi tuổi Ngọ thứ bảy ngày 13 tháng 3 năm 2021. Vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Ngọ, xem tử vi cho thấy với bạn tuổi Ngọ đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh, cho nên dễ mắc phải sai lầm nghiêm trọng trong chuyện tiền bạc. Với bạn tuổi Ngọ đang quá vội vàng hấp tấp nên chưa hề kiểm chứng những thông tin mà đã vội vàng đầu tư về tiền bạc vào đó. Tham thì thâm, chẳng thể trách ai được ngoài chính bản thân mình. Và với bạn tuổi Ngọ, tinh thần càng ngày càng sa sút, bạn có thể sẽ mất nhiều thời gian để có thể vượt qua được cú sốc về tinh thần lần này. Trong cái vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Ngọ cũng đang gặp ngày có hỏa kim xung khắc, rất dễ làm cho bạn và người ấy đang không tìm được tiếng nói chung. Giữa hai người càng ngày càng có nhiều rào cản ngăn cách và cái cách suy nghĩ cũng khác nhau, cho nên thường xuyên xảy ra sự bất đồng. Về tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc kim, hạnh phúc không hề dễ dàng để nắm giữ. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc thủy, tham lam làm mất tiền hao của. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc hỏa, mệt mỏi với chuyện kiếm tiền. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc thổ, không tìm cho mình được tiếng nói chung. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mộc, đừng có ngại từ chối mà mắc sai lầm. Về đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn số 5, số 9, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ. Màu sắc cát tường, màu cam, màu hồng. Quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Mão, tuổi Dần. Tử vi tuổi Mùi thứ bảy ngày 13 tháng 3 năm 2021. Vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Mùi, xem tử vi cho thấy với bạn tuổi Mùi đang trải qua một ngày có cảm giác bất mãn khi mà với những nỗ lực và cố gắng của bạn chẳng hề được người khác công nhận. Ngày này với bạn tuổi Mùi cũng đang gặp ngày có thổ sinh xuất cho kim, bạn đã hy sinh rất nhiều cho đối phương nhưng dường như đối phương lại chẳng vì thế mà cảm kích bạn. Ngược lại, người ấy có thể còn cảm thấy khó chịu, bực bội khi mà bạn quan tâm quá nhiều chuyện, luôn bảo người ấy phải làm như thế này, phải làm như thế kia, khiến cho đối phương chẳng có thể làm mọi chuyện đúng như ý của bạn được. Còn đối với những cặp vợ chồng á, thì cũng đang có sự mệt mỏi vì những bất đồng trong cách đối ngoại, đối nội. Có quá nhiều vấn đề cần phải cân nhắc và dường như với bà tuổi Mùi, không ai muốn chịu phần thiệt về mình để đảm bảo cho sự hài hòa trong mối quan hệ của bạn được nữa. Về tử vi tuổi Ất Mùi thuộc kim, vợ chồng đang có sự mâu thuẫn vì nhiều chuyện. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc thủy, đừng quá quan tâm đến chuyện riêng tư của đối phương. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc hỏa, hãy bình tĩnh để tìm cách giải quyết vấn đề. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc thổ, đừng có nghĩ rằng mình có thể giải quyết được mọi chuyện. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mộc, có nhiều vấn đề cần phải tháo gỡ. Và đánh giá của bà tuổi Mùi trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn số 3, số 8, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường, màu nâu, màu cam. Quý nhân phù trợ, tuổi Hợi, tuổi Mão,
tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Thân thứ bảy ngày 13 tháng 3 năm 2021. Ngày thứ bảy này với bạn tuổi Thân, xem tử vi cho chúng ta thấy là rất có thể bạn tuổi Thân sẽ đón tài thần ghé thăm khi mà bạn đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh giúp cho bạn kiếm tiền một cách dễ dàng bằng chính sức của mình chứ chẳng hề phải trông đợi vào người khác. Bạn mệnh tuổi Thân cảm thấy những nỗ lực và cố gắng của mình là hoàn toàn xứng đáng khi mà bạn có được nguồn thu nhập từ nghề tay trái khá chi là rủng rỉnh và giúp cho bạn giải quyết được khá nhiều vấn đề mà bạn đang phải đau đầu suy nghĩ. Ngày này, bạn tuổi Thân lại đang gặp ngày có kim khí vượng, cũng là dấu hiệu cảnh báo cho bạn về sức khỏe không được tốt cho lắm. Bạn đang có cảm giác mệt mỏi trong người, có thể vì bản mệnh đang cố gắng và nỗ lực quá mức, cho nên không đủ quan tâm chăm sóc cho sức khỏe của chính bản thân mình. Về tử vi tuổi Giáp Thân thuộc Thủy, tiền bạc được dồi dào nhưng sức khỏe lại đi xuống. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc Hỏa, kiếm tiền dễ dàng nhờ được thực thần che chở. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc Thổ, có nhiều cơ hội để tăng thêm thu nhập cho mình. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc Mộc, sức khỏe bị ảnh hưởng, dễ cảm thấy mệt mỏi. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc Kim, đừng quá cố chấp làm theo ý của mình. Về đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 2, số 6, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Thìn, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Dậu thứ bảy ngày 13 tháng 3 năm 2021. Vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Dậu, xem tử vi cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Dậu đang gặp được ngày Dậu thân tương hội, cho nên đối với những bạn đang còn độc thân, hãy thoải mái đón nhận những lời giới thiệu của mọi người, biết đâu nhờ những lần gặp gỡ đó mà bản mệnh sẽ tìm được hạnh phúc thực sự thuộc về mình. Trong ngày này, đối với các cặp vợ chồng thì đúng là một ngày may mắn khi nhanh chóng tháo gỡ được những mối hiềm khích, mâu thuẫn trước đó. Bạn cũng có thể đảm bảo được hạnh phúc gia đình để hạnh phúc bền vững hơn về sau. Và xem tử vi ngày thứ bảy này với bạn tuổi Dậu cũng cho chúng ta thấy là với bạn đang có được chính tài đảm bảo cho bạn có được nguồn thu nhập. Đây là những vấn đề không quằn quấy nhiễu bạn nữa. Bản mệnh tuổi Dậu nên biết cách tiết kiệm để đề phòng thêm cả những vấn đề bất ngờ có thể phát sinh trong tương lai. Về tử vi tuổi Ất Dậu thuộc Thủy, tài chính được ổn định, không có gì phải phàn nàn. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc Hỏa, may mắn khi tìm được người hiểu cho mình. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc Thổ, tình yêu có thể sẽ càng ngày càng nồng nàn hơn với bạn. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc Mộc, không gặp nhiều vấn đề về tài chính. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc Kim, thu nhập được ổn định, không có nhiều nỗi lo toan. Về đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 1, số 7, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Tỵ, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Tốt thứ bảy ngày 13 tháng 3 năm 2021. Ngày thứ bảy này với bà tuổi Tốt đó, xem tử vi cho thấy với bà tuổi Tốt đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tương hội sẽ giúp cho bà tuổi Tốt có thêm lòng tin vào tình yêu. Bạn đã dần hiểu được tấm lòng của đối phương, qua thời gian tình yêu càng thêm nồng nàn cháy bỏng hơn chính bạn cũng không thể tin được. Ngày này với bà tuổi Tốt đó, lại đang gặp được ngày có thực thần chiếu mệnh. Cái điều này có thể có được nhiều cơ hội kiếm tiền từ việc kinh doanh buôn bán hơn cho bạn. Bạn mệnh tuổi Tuất có thêm được nhiều động lực để tiến bước, dám thực hiện những kế hoạch mà bấy lâu nay bạn đang còn ấp ủ nữa. Và với bạn tuổi Tuất, nếu như có đủ về tiền bạc dư dôi thì bạn mệnh có thể tính toán tới việc đầu tư, kinh doanh vào những lĩnh vực mới mẻ, không nên chần chừ do dự quá mức mà lại để lỡ mất thời cơ, tiền bạc trôi đi trong nháy mắt, không có cách nào giữ lại được.
Về tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc hỏa, con đường tài lộc càng ngày càng thịnh vượng. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc thổ, cái chuyện làm ăn kinh doanh buôn bán tín chỉ rất chi là thuận lợi. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mộc, cả tiền bạc và tình cảm đều được như ý muốn. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc kim, đường tình duyên phượng sắc như ý. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc thủy, dễ tìm được người tâm đầu ý hợp với mình. Về đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ bảy này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 2, số 5, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Thân, tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Hợi thứ bảy ngày 13 tháng 3 năm 2021. Ngày thứ bảy này với bạn tuổi Hợi, xem tử vi cho thấy với bạn tuổi Hợi đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung Dần Thân Tị Hợi, cho nên với bạn đang có những điềm báo mâu thuẫn trong gia đình xuất phát từ những chuyện nhỏ nhặt dần dần thành chuyện lớn. Không ai muốn nhường nhịn ai cả, dù chỉ là một chút, chứ chả phải là thoải mái theo ý của mình được. Ngày này với bạn tuổi Hợi không muốn đánh mất quá nhiều thứ, nhưng lòng tự trọng lại khiến cho bạn không thể nào hại mình. Cá vào tay gấu chẳng thể nào có cả hai. Bạn mệnh nên cân nhắc để lựa chọn xem thứ gì mới thực sự quan trọng với mình. Bên cạnh đó, vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Hợi lại đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh, nhắc nhở bạn nên cẩn thận, kẻo lại bị tiểu nhân hãm hại, làm cho tiền bạc trong nhà không cánh mà bay. Với bạn tuổi Hợi đang có điềm báo cả tin người quá mức, chẳng hề kiểm chứng thông tin mà vội vàng tin lời kẻ xấu bụng để đầu tư không đúng nơi đúng chỗ, khiến cho tiền bạc thất thoát đáng kể. Về tử vi tuổi Ất Hợi thuộc hỏa, cẩn trọng kẻo lại bị tiểu nhân hãm hại. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc thổ, mâu thuẫn gia đình càng ngày càng lớn. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mộc, mất tiền vì cả tin, không nghi ngờ gì trước người khác. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc kim, tiểu nhân không ngừng tìm cách để quấy phá, hãm hại. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc thủy, các chuyện tình cảm không được như ý muốn. Về đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ bảy này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Tý, tuổi Mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.